Người Việt Nam ơi, khoảng bàn, ok. Hôm nay là bà mà của quán à, đang làm bánh nầm các quán. Rồi đây là một ký bánh nầm đang đông đã rồi, vì một ký bánh lọc đây bạn, và hấp dẫn bạn. Mà của quán à, là mê làm bánh nhường bạn, làm giỏi luôn bạn. Còn có ngày nào à, quán à, xuống quấy mà nấu à, rồi gọi mê bánh thôi đây. Đúng đã xong thì mình làm đi các bạn, bỏ bánh vô nồi hấp, chắc chỉ còn bỏ nửa đấy, bỏ nửa qua nửa bánh nầm đấy bạn, rồi mình khác ăn lại đó, bánh lọc ăn thấy không? Đây này. Hãy dễ thương các bạn đó, những quà lắm bạn, tặng quà lắm, bánh nằm vô sao ạ, đắp lên hấp 15 phút, ok 15 phút vô rồi bạn đó, hấp dẫn quá ngon, vừa tương lai rồi các bạn. Về nhà con ăn nhé, quá ngon, con nóng nè, con nóng đi, có cắt cắt hơi giò giò giò, không phải cắt giò, cắt vừa vừa. Wow, bằng năm nè, ông nghỉ sớm không? À, nằm ghi, à, nằm ghi, à, đang chụp hình hả? Đang làm tấm néo. À, chà, nằm ghi, nằm tay. Nếu một ngày này quả nóng, ok bạn, bắt đầu nha. Rồi một chén nước mắm măng nha bạn, đây là ớt tươi, mình sắc ớt vô cho cay mọt, dương đó, đây là bánh nầm của mà của quán làm nè, đó hấp dẫn mà quá ngon luôn bạn ơi nè. Chứ mình á là đầy xịt nước mắm trang lên rồi đấy, chứ mình cắt ra xỉ bà này, mở miệng ra cộng miệng nhé, ngon không đó, nhớ này thèm chạy những miếng bạc vô nè, quả ngon bằng lắm, wow quả ngon luôn nè, miếng một miếng vì ớt nè đó, ngon đó. Vô nè thèm chạy miếng bạc, quả ngon luôn. Mà làm ngon nhất các bạn nè, bánh lọc nè, bánh lọc lá nè bạn, nhìn hấp dẫn, có mực tôm gì nữa, thịt ba chỉ riêng ra bạn mở ra nhá, đó ngon nhớ nè, thêm chảy miếng bạn. Quả ngon bạn luôn. Hôm mình để cái bàn lọc này xỉ nữa bạn, nó đang cứng. Chứ này mình mẻ ra đem ra rồi á là hơi mềm. Rồi mình để mùi xỉ nữa,
Mà cứng lại. Bữa qua anh thích ăn kiểu này luôn bạn. Mềm dẻo. Wow. Một quà đây. Quá đẹp. Úi chà. Quá đẹp, quá ngon. Úi chà. Bữa cả quán về cho bạn xem mà làm kiểu sao. Dưỡng. Quả ngon bạn. Bọt tung đi luôn. Cả quán hỏi mà của quán á là bánh bèo luôn, có ăn ba bánh luôn mà, bánh bèo, bánh lọc, bánh nằm luôn, ba bánh chung nhau. Dẻo đi. Bạn phải chờ á. Phải chơi xí cho cái bánh em mùi ra qua nó cứng lại chứ mày đem ra mày nồi và ăn lúc mà. Ăn tươi ngon. Cảm ơn bạn. Bánh nêm nè. Chà. Nhiều nè. Tông đầy luôn bạn ơi. Quang chưa thấy ai chưa bao giờ làm bánh nêm tôm đầy kiểu như bạn tôm gì sớm. Quá ngon. Ngon dữ luôn bạn.
Tôi làm trong gia đình á, mà bỏ tôm thoải mái luôn mà. Đó, những này nè, ngon đó, cái này. Một bánh lọc nè. Quả ngon bạn ơi. Ok, đó là hết clip lời bạn, là má mình hẹn gặp gió lại.